Hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Ít đằng nồ nhà tì nàng hồn, tu su khí tà hồn, tu nhà ta dồ. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng quá ta mề bùn nhằng à sa quá khá già qua hằng hồn túc. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng níp bà nát sa bách cha dồ hồn túc. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân làm duyên đưa đến đạo quả niết bàn. Dạ, phước báu nào con được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và Bát Quan Chay Giới trong ngày hôm nay, con kính dâng mic. Dạ, con xin sám hối. Con kính dâng phước này đến chư thiên, đến quý sư, quý cô tu nữ. Con xin chia đều phần phước này đến hội chúng đang hiện diện trong rung Phật giáo Nam truyền, đồng đều nhau cả thầy. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và Bát Quan Chay Giới, hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền Tam Quy và Bát Quan Chay Giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy và Bát Quan Chay Giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tật, phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, giờ này con đã thấy pháp sư vô lớp. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, xin mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Brahmacalokathibati Sahambati Katang chali an thi wa rang aya cha tham san ti tha sat tam bara chak kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sát tham ma phê rinh quy na danh cha ca giang sốt tánh cha bằng thắng a phi tham ma chấm măng a cô ta danh tô cha tu sắc cha đần đăng bập bô tha này ye parisa ya mạch chê. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, nghi thức thỉnh pháp sư cũng đã hoàn tất. Giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giao mic lại cho chị để chị tiếp tục chương trình. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, em xin ra mức cho chị ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng.
Dạ, cảm ơn Thiền Vũ Hồng Hai và Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ, thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Và bây giờ thì con xin phép được đọc phần chánh văn ngày hôm nay. Tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 2 tương ưng thiên tử. Một La Mã phẩm thứ nhất bài 2 Kassapa. Một, tại sao Quách Thi hai đứng một bên thiên tử Kassapa nói lên bài kệ này trước Thế Tôn? Đứng một bên, thiên tử Kassapa nói lên bài kệ này trước Thế Tôn với tâm tư giải thoát vị tỷ kheo tu thiền và với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện sau khi biết cuộc đời hưng thịnh và phế tàn, tâm thuần không nương tựa hưởng lợi quả như chân. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi giảng dạy rộng rộng một chút ạ. Thật sự là bài kinh tương ưng rất là ngắn gọn trong mấy câu thơ nên tụi con đọc, bản thân con đọc con không có hiểu được bao nhiêu hết trơn. Dạ, nên con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng rộng rãi hơn ạ. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai, con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Kính lễ Ngài Trí Đức. Và chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Và cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc bài và post bài lên để quý Phật tử có thể nắm được cái nguyên văn trong bài kinh. Vậy thì những cái bài nó thuộc thể thơ thì cái ý nghĩa nó rất là cô động. Trước khi vào cái thời giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, tăng để tăng bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bao kể bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Xin lỗi. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại.
cho phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể tăng an, chúc tất cả quý nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, ứng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Vậy à, trong cái đoạn 2 này là cái lời nói của cái vị thiên tử Kassapa trước Thế Tôn. Thì với tâm tư giải thoát, vị tỷ kheo tu thiền và với lòng ước vọng đạt tâm sở nguyện. Thì ở đây tại sao mà nó vị tỷ với tâm tư giải thoát, vị tỷ kheo tu thiền và với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện? Thì mặc dù á, quý vị biết rằng các bậc thánh nhân, các ngài đã đạt đến những cái thánh đạo, thánh quả rồi. Thì cái vị thánh hữu học thì còn phải nỗ lực tu tập để đạt đến cái thánh đạo cao tổ. Nhưng mà những cái vị mà thánh mà đã đạt đến cái quả vị giải thoát A-la-hán nhưng mà không phải là khi mà các ngài đạt đến cái thánh đạo cao tổ rồi mà các ngài dừng cái sự nỗ lực tinh tấn tu tập. Cho nên là mặc dù là đã đạt đến cái mức tận cùng nhưng mà các ngài cũng vẫn nỗ lực tu tập. Cái mục đích của cái ước vọng mà của các bậc thánh nhân A La Hán không phải là để mà giải thoát nữa, nhưng mà để an hưởng những cái lạc trú của thiền định, để trong khi mà cái thời gian còn hiện hữu ở thế gian thì sống trong cái hạnh phúc giải thoát. Cái ước vọng là như vậy, chứ không phải mà như các cái bậc thánh hữu học là đã có cái ước vọng là để đạt đến cái giải thoát. Còn các ngài đó, các ngài mong muốn những chuỗi ngày còn lại ở trên thế gian này mới gọi là hữu dư niết bàn. Cho nên các ngài thường hay ăn trú, nhập vào các cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của sắc giới, hoặc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vô sắc, để an hưởng cái hạnh phúc giải thoát. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng sanh nó luôn luôn là nó trôi chảy, không ngừng nghỉ, liên tục, giống như một cái dòng nước, giống như nước ở trên cái con suối, nó luôn luôn là nó chảy, luôn luôn là nó, cái dòng nước là nó trôi chảy. Hoặc là ở trên cái con sông thì quý vị cũng thấy luôn luôn là cái dòng sông nó trôi chảy, có những lúc thì nó cái những lúc mà triều cường thì nó lên cao đó, thì nó chảy từ ở mà biển chảy lên, rồi khi mà nước rộng đó, thì ở trên nó lại chảy xuống, nó không bao giờ nó ngừng nghỉ. Thì cái sinh hoạt của cái tâm nó là vậy, nó luôn luôn là suy nghĩ, tính toán việc này việc kia,
À, nhớ tưởng về quá khứ, suy tính tương lai. À, nó luôn luôn là nó trôi chảy. Bây giờ mà muốn cho cái tâm tư mình mà nó ngừng lại đó, thì sao? Phải có một cái neo, một cái sợi dây, à, một đối tượng nào đó để cột cái tâm, để nó dừng lại, nó sống trong hiện tại. À, cho nên là đối với cái bậc phàm nhân thì quý vị thấy là cái họ không có chịu bao giờ ngồi yên đâu. À, họ phải làm, à, họ phải tìm kiếm công việc họ làm. À, chứ còn mà ngồi yên đó, nó buồn chán lắm. À, đó là phải làm các cái công việc hàng ngày. Nha, à, thí dụ như là làm trồng trọt ruộng vườn, à, hoặc là buôn bán, à, hoặc là những cái ngành nghề, những cái nghiệp nghề khác. Như vậy đó, cái thời gian mà rảnh rỗi đó, thì họ cũng có muốn ngồi yên đó. À, phải tìm việc này tìm việc nọ làm, à, để cái tâm họ nó an trú ở trong cái công việc đó. À, thì hồi mà sư còn nhỏ đó, cái thời buổi đó thì cái đời sống, cái kỹ thuật đồ kia nọ nó không phải như bây giờ. À, nó còn đơn sơ đơn giản lắm. Thì sao mấy bà thì sau khi mà làm cái công việc đồng áng rồi về, à, rảnh rỗi rồi thì mai giá, à, mai giá thêu thùa kia nọ. Còn mấy ông thì gì, à, làm những cái công việc như là, à, đương rổ đương rá rồi, à, à, làm lờ làm lợp rồi kia nọ đấy nha. Đó. Rồi còn mà nếu mà không có mà mấy ông mà không có mà muốn mà làm thích trong cái việc mà thế đó thì sao? Bắt đầu tụ tập lại. À, tụ tập lại thì sao? Bắt đầu bày ra, à, cờ bạc, à, nhậu nhẹt, à, thế này khác, thấy không? Đó. Còn nếu mà những cái người mà, à, gọi là trí thức, à, những người mà ở cái trình độ cao hơn thì họ tìm những cái thú vui nhàn nhã gì, à, thơ văn, à, rồi uống trà, à, bình phẩm, à, văn chương thế này thế khác. À, đó là những cái gọi là cái thú vui tao nhã, à, nó cái mức độ nó cao hơn, à, những người khác. Rồi bắt đầu cái thời kỳ mà nó cao hơn chút thì sao? Người ta bắt đầu người ta, à, đi xem phim ảnh, à, ca nhạc, rồi kịch nói rồi vân vân. Này, đó. Còn bây giờ thì cái thời buổi mà cái kỹ thuật công nghệ rồi nó hiện đại rồi á, không cần phải đi chơi nữa, không cần đi đâu xa hết. À, ở nhà thì cũng có những cái phương tiện phục vụ đầy đủ, à, TV rồi phim ảnh, à, rồi nếu mà bây giờ thì làm sao trên các cái truyền thông internet thì thôi vô cùng đủ thứ, à, các cái trò tiêu khiển hết. À, thì tất cả những cái trò tiêu khiển này để mục đích làm gì? Để nó làm cho người ta luôn luôn là bận rộn. À, con người không có thích rảnh rang. À, hả mà rảnh rang thì sao? À, ta nói nhàn tư duy bất thiện. À, nếu mà nó không có công việc để cho nó làm, không có cái đối tượng để mà cho nó bám vô á, thì bắt đầu á là nó suy nghĩ dẫn dơ. À, nó suy nghĩ dẫn dơ rồi những cái tưởng điên đảo,
rồi khởi lên những cái khát vọng, những cái ước muốn. Như là đâu phải những cái ước muốn nào cũng tốt đẹp đâu. Phải chi mà ước muốn mà học kinh, học pháp, rồi kia nọ thì tốt. Còn ngài ước muốn ba cái chuyện mà trên trời dưới đất, tào lao bọc xế, tầm bậy tầm bạ thì nhiều. Nhưng mà ước muốn mà để mà học kinh, học pháp rồi đó, nghe pháp, nghe kinh rồi rất là ít. Thành ra đó, chính vì cái không có những cái ý nghĩ, cái tác ý mà tốt đẹp, hướng đến những cái điều mà lợi ích cao thượng, thì quý vị thấy rằng chính vì vậy mà ở trong xã hội, trong thế gian nó rối rắm, nó đủ thứ chuyện hết. Rồi á, ở ngoài thế gian là nó điên đảo, nó rối rắm đủ thứ. Rồi ở trong cái đời sống của các cái vị mà tỳ kheo á thì nó cũng vậy, nhưng mà nó đỡ hơn chút. Đó, do sao? Do cái tâm tư chúng sanh, những cái tâm tư mà phàm nhân thì nó là luôn luôn là nó trôi chảy. Nó tính việc này, tính việc kia, tính việc nọ. Cho nên đó là những cái vị mà đã đạt đến cái sự hiểu biết, đạt đến cái giải thoát rồi đó, thì các ngài muốn rời xa, rời xa những cái chỗ mà bận rộn, hội chúng đông đảo, rồi là thế này thế khác, thì các ngài hay an trú ở những cái nơi vắng vẻ tĩnh mịch, ở những cái không gian ở bên ngoài mà vắng vẻ tĩnh mịch ở trong cái nội tâm của mình. Cho nên thì Đức Phật có nói là những cái nơi mà rừng núi hoang vu, những cái nơi mà vắng vẻ đó, thì sao phàm nhân không bao giờ họ tới. Chỉ có các cái bậc thánh nhân, tại vì các ngài đã ngao ngán những cái ồn ào bận rộn của thế gian rồi, muốn tìm đến những cái chỗ an tịnh. Nhưng mà thật sự ra nó bây giờ ở cái thời kỳ này, bây giờ mà muốn kiếm một cái chỗ mà cho nó an tịnh nó rất là khó, chứ không phải dễ. Quý vị thấy không? Ở tận ở trên cái đỉnh mà Everest, cái chỉ ngoại trừ ra cái mùa mà ông mà cực lạnh thì họ không lên thôi. Chứ còn mà tới mà cái mùa hè rồi nó bớt lạnh rồi, ngày nào cũng có những cái đoạn mà leo núi, leo núi chinh phục đến cái đỉnh cao. Thành ra ở trên cái đỉnh Everest mà giờ nó cũng còn không còn vắng lặng nữa, chứ đừng nói tới đâu. Cho nên á, là cái vị mà tỳ kheo á, chỉ có cái nơi vắng lặng là giờ tu tập, quay lại an trú trong cái đề mục tu tập của chính mình. Còn nếu mà những vị nào mà tu tập thiền định thì an trú vào cái gì? An trú vào các cái tầng thiền. Thì như vậy đó, các ngài sẽ hưởng được cái hạnh phúc giải thoát. Rồi nếu mà những cái vị mà cao hơn thì thỉnh thoảng các ngài nhập vào cái gọi là thiền diệt thọ tưởng định. Cái thiền diệt thọ tưởng định này đó là dừng lại các cái suy nghĩ, rồi dừng lại các cái cảm thọ, tất cả dừng lại,
chỉ còn sống ở trong cái định, một cái định thâm sâu mạnh mẽ mà thôi. À, thành ra đó, cái khi mà những cái vị mà nhập mà diệt thọ tưởng định đó, thì các ngài an trú trong cái thiền đó bảy suốt bảy ngày. À, không cần ăn uống. À, hết. À, nhưng mà sau 7 ngày rồi đấy thì xả. À, thì như Đức Thế Tôn đã từng nói ở trong các bài kinh đó, thì chính khi mà an trú ở trong các tầng thiền đó thì mới thật sự được an lạc. À, thì cái tâm quý vị nó luôn luôn là nó suy tư, nhớ tưởng, tính toán đủ thứ. Chỉ khi nào mà cái vị hành giả có cái sự tu tập, khi mà quý vị hoàn toàn định tâm trên cái đối tượng đề mục, thì lúc đó cái tâm nó mới được tạm thời lắng dịu, lắng dịu, và nó cảm thấy là an ổn. Bởi vậy á, khi mà một cái vị hành giả mà có cái niệm định tốt, thì nó còn sau một cái thời thiền ấy, khi mà chúng ta xả thiền ra thấy nó rất là khỏe. Có những lúc, có những cái thời thiền sau khi mà mình hành thiền xong rồi đó, mình xả thiền ra mình thấy mình khỏe hơn là sau một cái giấc ngủ nữa. Tại sao? Tại vì lúc đó do cái định mạnh đó, chúng ta an trú trong cái đề mục, tâm trở về cái trạng thái quân bình an tịnh, rồi thân hoàn toàn được thả lỏng ngừng nghỉ. Cho nên là thân tâm nó được nghỉ ngơi. Còn nếu mà bây giờ quý vị thấy một cái chuyển động nhỏ thôi, ví dụ như cái quý vị là muốn co tay duỗi tay, một cái hành động mà nhỏ tiểu oai nghi đó, mà cũng phải là có rất nhiều những cái cơ phận nó hoạt động, nó chuyển động. Người ta nói chỉ gì, chỉ cái đơn giản là mình cười thôi đó. Khi mình cười đó, là cái một cái hành động, cái hành động rất là nhỏ, một cái biểu cảm nhỏ, hiểu không? Mà mình phải sử dụng cả mấy chục cái cơ. Rồi khi mà cái cơ thể mà nó vận động, nó chuyển động như vậy đó, thì nó phải tiêu hao năng lượng. Mình hoạt động trên thân nó cũng tốn năng lượng, mà mình suy nghĩ, mình tính toán, mình tưởng là mình nằm mình suy nghĩ rồi kia nọ, nó không tiêu hao năng lượng chứ nó vẫn tiêu hao chứ. Khi mà mình hành thiền cũng vậy, lúc đó nó cũng có tiêu hao cái năng lượng, nhưng mà nó tiêu hao cái năng lượng rất là ít. Thành ra đó, người ta nghiên cứu rằng đó, khi một người mà hành thiền đó, với cái tâm mà quân bình đó, thì cái lượng oxy vào ra nó rất là thấp. Sự luân chuyển của máu để mà nuôi cơ thể nó cũng thấp. Cho nên đó, là lúc đó đó, giống như là tất cả các cái cơ phận ở trong cơ thể nó dừng nghỉ. Chứ còn nhiều khi mà quý vị nằm ngủ, nhưng mà nếu mà cái
cái tâm mình á, do cái hàng ngày mình sinh hoạt, mình suy nghĩ quá nhiều, nó tạo thành cái quán tính. Cho nên là có những lúc cái thân đó yên nhưng mà cái tâm nó vẫn hoạt động, tính toán lo âu phiền muộn, lo toan đủ thứ. Cho nên sao, nó thể hiện qua những cái giấc mơ. Có những cái giấc mơ thì cũng không có gì đáng nói, nhưng mà rồi có những cái giấc mơ rất là hãi hùng kinh khiếp. Cho nên á, nếu mà những cái người mà gặp những cái phiền muộn rồi lo âu tính toán thì sao, thì thường á, là hay gặp những cái ác mộng. Mà khi mà gặp cái ác mộng rồi á, thì giật mình thức dậy á, nó rất là mệt mỏi. Bị cái tâm nó cứ suy nghĩ hoài, nó không có dừng được. Cho nên là mặc dù cái thân thì đỡ được nghĩ, nhưng mà cái trí óc, cái tâm nó vẫn hoạt động. Cho nên là nó tiêu hao cái năng lượng rất là nhiều. Mà qua một cái giấc ngủ như vậy đó, nó nạp lại cái năng lượng không có đủ. Tại vì mà khi mà suy nghĩ rồi á, cái sự lưng lưu của máu nó phải nhiều hơn, cái lượng oxy thụ phải nhiều hơn. Nhưng mà có nhiều khi mình nằm ngủ ở trong những cái không gian nó không có khoáng, không khoáng đạt, nó tù túng, thì cái lượng oxy để mà dung nạp nó không đủ. Cho nên á, khi mình ngủ vậy á, cảm thấy uể oải mệt mỏi đó. Còn nếu mà một cái vị hành giả ngồi thiền, khi đó tất cả những cái tư tưởng nó được dừng nghỉ, thân nó được thả lỏng an tịnh, thì như vậy là cái sự vận hành của các cái cơ phận ở trong cơ thể nó được lắng dịu an tịnh. Rồi nếu mà mình ngồi mà với cái tâm mà định tĩnh, thì sao, thì những cái tưởng nhớ gì nó cũng hoàn toàn vắng mặt. Thì lúc đó sau một thời thiền cảm thấy nó rất là khỏe khoắn. Cho nên là cái tâm sở nguyện của vị thánh nhân á, là người ta á ngao ngán cái thế gian rồi, vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để ghê sợ, vừa đủ để kinh tởm. Cho nên bây giờ các ngài muốn an trú ở trong các cái tầng thiền để hưởng cái hiện tại lạc trú, trong những cái ngày mà chờ đạt đến vô dư niết bàn. Sau khi biết cuộc đời hưng thịnh và phế tàn, tâm thực không nương tựa, hưởng lợi quả như chơn. Thì khi mà các ngài đã biết cái thế gian này là nó vậy, thế gian này nó vậy, luôn luôn bị tra tấn bởi tám ngọn gió đời, được lợi mất lợi, được danh mất danh, rồi được ca ngợi, bị chê trách, rồi hạnh phúc và đau khổ. Thì luôn luôn tám cái ngọn gió đời này nó tác động đến cái nội tâm. Thành ra đó, chính vì mà thế gian cứ chạy theo để thắng thua, thắng thua hơn thua, rồi là bám theo những cái hạnh phúc thế gian, cho nên là nó khổ đau. Nhưng mà đó, cái hạnh phúc mà phụ thuộc vào cái vật chất ấy,
thì sao? Nó không có bền vững. À, nó vui đó, rồi nó buồn đó, nó hạnh phúc đó, rồi nó khổ đau đó. À, đó. Cho nên á, là khi mà một cái vị mà đã quân tập cái tâm mình á, một cách tốt đẹp rồi, à, tâm thực không nương tựa, à, không nương tựa đây là không nương tựa vào những cái vật chất, những cái hạnh phúc mà của thế gian. À, cho nên là lúc đó các ngài nương tựa vào cái hạnh phúc giải thoát. À, chính cái hạnh phúc giải thoát này đó là nó mới đem đến cái lợi ích tốt đẹp. À, hạnh phúc giải thoát nó mới là cái hạnh phúc cao độ. À, cái hạnh phúc của giải thoát đó, thì nó sẽ đem đến cái an lạc. Còn cái hạnh phúc thế gian đó, là chỉ là tạm thời. À, ví dụ như bây giờ cái người mà đang đi ngoài nắng mà nhiệt độ ngoài nó cao, mà cái người này mà đi đến được một cái cội cây hay là một có một cái chòi lá, à quý vị, cái những cái người mà lữ hành này, ngồi ở trong cái chòi lá uống được một ly nước mát, à, thì sao lúc đó đó cái bóng mát và cái ly nước đó, nó làm cho cái người này cảm thấy hạnh phúc. À, nhưng mà cái hạnh phúc của thế gian, hạnh phúc phụ thuộc vào vật chất ấy, là nó tạm thời, à, nó không có bền vững. À, nhưng mà nếu mà phàm nhân ấy, mình chấp vô đó, à, thành ra à, một hồi thì mình đi tìm kiếm tầm cầu cái hạnh phúc nó lớn hơn, cái vật chất nó cao hơn. À, mới đầu là mình nghĩ là có được cái nhà bóng mát, à, cái chòi nhỏ vậy đó, mình dừng chân mình nghỉ, có một ly nước lạnh, à, để mình uống là vậy là tốt rồi. Nhưng mà nó cái ước muốn nó không có dừng đó, một hồi nó cũng ướt xong. Bây giờ cái chòi lá này thì cũng được, nhưng mà nó không có cái chỗ nằm. À, bây giờ phải kiếm cái chỗ nào có cái chỗ nằm mới được, à, nằm xuống để nó mới khỏe. À, không? Là nó đòi hỏi, à, đòi hỏi rồi á, nằm xuống cái giường gì đâu mà nó cứng nhắc, à, cái chẳng tre nó cứng nhắc, nằm tấn nó đau. Bây giờ phải có cái gì đó êm êm, mới cỏ trải lên, hoặc là có được tấm nệm thì thôi, à, tuyệt vời. À, nhưng mà sao khi mà trải được mớ rơm mớ cỏ gì nằm nó cũng thấy, nhưng mà không có được. À, phải có nệm rồi á, nằm không mà không ấy, phải có quạt rồi cái này, tức là cái mong cầu đó nó tăng dần. À, mà nếu mà cái mong cầu mà không được thì khổ đau khổ. À, cho nên á, là cái hạnh phúc mà phụ thuộc vào cái vật chất ở thế gian là nó không bền vững. À, nó giống như là hai mặt của đồng tiền. À, hay là bên này thì hạnh phúc, à, bên này thì đau khổ. À, chỉ có khi nào mà cái hạnh phúc mà giải thoát đó là nó mới bền vững, và nó mới là cái chỗ mà đáng để cho chúng ta nương nhờ. À, chính nhờ cái lợi ích từ cái chân đế, à, chính nhờ cái thực hành cái con đường giải thoát, à, cái phương pháp để giảm thiểu phiền não. À, thì khi mà chúng ta đạt đến những cái đạo quả, à,
thì lúc đó chúng ta an trú trong đó mới là những cái lợi ích tốt đẹp cao thượng. Còn những cái hạnh phúc thế gian phụ thuộc vào cái vật chất bên ngoài thì nó không bao giờ đem đến cái lợi ích hạnh phúc an ổn cho chúng ta, mà nó sẽ đến những cái khổ đau. Cho nên là chúng ta hiểu lời Đức Phật dạy, trước những cái được lợi mất lợi hạnh phúc đau khổ của thế gian, mình đừng có đuổi bám theo nó. Hôm nay mình được lợi, còn ngày mai nó mất mát thì mình buồn rầu khổ đau. Hôm nay mình được người khác tán dương khen ngợi, ngày mai mình bị người khác là phỉ báng, là chê trách, đau khổ. Cho nên là đối với các bậc thánh nhân, những cái phiền não trong nội tâm của các ngài đã tận trừ rồi. Bây giờ có tán dương các ngài cũng không có mừng, mà phỉ báng chê trách các ngài cũng không có buồn. Cho nên là gọi là cái tâm tư bất động. Thì như vậy đó mới là cái an ổn giải thoát. Còn cái thế tình ở thế gian mình thì còn mong cầu, còn tính toán, còn muốn hơn thua, thì sẽ còn đau khổ. Cho nên chúng ta chỉ có đi theo cái con đường chân lý cao thượng, quân tập cái tâm mình, an trú cái tâm mình trong những cái đề mục tốt đẹp, để chúng ta không có đuổi bám theo những cái tác động từ bên ngoài, thì chúng ta sẽ hưởng cái quả an lạc. Còn nếu mà chúng ta chạy theo cái thế tình thế gian, sắc thinh vị xúc, rồi được lợi, rồi muốn cái gì cũng tốt, muốn gì cũng hơn, thì chúng ta sẽ còn nhiều khổ đau. Thì đó là cái ý chính ở trong cái câu Phật ngôn thứ hai, nói về cái vị thiên tử Kassapa. Thì qua sự tìm hiểu rồi cũng qua sự hiểu biết từ những bậc trưởng lão thì cũng có chút ít được những cái kinh nghiệm để giải thích, chia sẻ những cái điều hiểu biết để quý vị hiểu được cái ý nghĩa của câu Phật ngôn. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức ngài Pháp Thể Căn Ngang, và chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử được nhiều sức khỏe, an vui và nỗ lực tu tập, có một đời sống an lạc trong hiện tại và nỗ lực tu tập đạt đến giải thoát. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ thì xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thầy nhé. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiên Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con hành kính đảnh lễ Đại Đức Đệ Đức cùng chư Trân Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh.
Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Mến chào Sích Tô Thị Phúng, Sích Thành Kiểm. Dạ, Nhật Quỳnh thấy quý vị vào nãy giờ rồi, nhưng mà Nhật Quỳnh có chút việc nên không có chào quý vị. Xin quý vị hãy hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay Kim Nhung. Kim Nhung nghe từ đầu tới giờ và ngày nay là Kim Nhung là chính. Nhưng mà Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung ngồi im nên Nhật Quỳnh cầm mic. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh và dùng tạm tách nước ở chùa ở tỉnh Thất Thiện Hữu ạ. Để trong khi chờ đợi Kim Nhung rao bán mít bạch sư hoặc là Kim Nhung sẽ mở hàng câu hỏi. Dạ, mời Kim Nhung nha. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ Cô Tu Nữ Phước Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính tri ân Sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp hôm nay cho chúng con nghe để và hiểu thêm về hạnh phúc của Bậc Thánh. Dạ, cái bài này thì khi mà con nghe Sư giảng xong thì con thấy đúng là hạnh phúc của Bậc Thánh thiệt là an ổn, vì mình đã xa rời cái pháp thế gian và an trú trong thiền, và thân tâm thì đều được nghỉ ngơi rất là an ổn. Nhưng mà con cái đó là của Bậc Thánh, còn đối với phàm phu mình thì thật là khó khi có một thời gian để mình nghỉ ngơi mà mình cảm thấy mình an ổn trong cái cuộc sống đời thường này. Thì con cũng có một chút thắc mắc là vậy vì đời sống của người phàm phu mình á, thì như vậy thì mặc dù chưa được như Bậc Thánh, chưa được nghỉ ngơi như Bậc Thánh, nhưng mà mình cũng phải như thế nào để mình có những cái thời gian mình tạm thời mình an hưởng cái hạnh phúc dù nó ngắn ngủi. Chứ còn mà trước cái tám ngọn gió đời, trước cái được mất hơn thua, đúng là thân và tâm của người phàm phu quá mệt mỏi, thì chúng con phải làm sao để mình có những giây phút mình nghỉ ngơi để mình tiếp tục cuộc hành trình mà tu học để đi đến giải thoát. Mình có thể là làm sao đó để thân tâm mình được nghỉ ngơi, hay là mình phải chấp nhận do nghiệp quả mình phải chấp nhận nó như thế này, và mình phải giống như mình phải chống chọi, mình phải chiến đấu với nó để có những giây phút nghỉ ngơi thì thật là mệt mỏi. Dạ, con bằng những cái kinh nghiệm thực tế, sư có thể giúp cho con có được những giây phút mà nghỉ ngơi về thân về tâm dù là tạm thời. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Dạ, con xin dâng mic đến cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão. Xin chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Thì quý vị đã từng nghe các cái bậc trưởng lão các ngài đã chỉ dạy cho mình cái đời sống của phàm nhân thì nó bị bủa vây bởi các cái phiền não thế gian. Nó giống như là lửa. Chính những cái sự tham muốn mà sân hận, nó là lửa, nó thiêu đốt cái thân tâm của chúng sanh. Thì bây giờ á, mình biết làm sao mà mình dừng nghỉ được tất cả những cái mong cầu. Đó, mình có cái thái độ gì? Thái độ mình chấp nhận
à, chấp nhận về cái định luật của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. À, nhưng mà muốn chấp nhận được cái này đó, mình phải học hỏi, à, rồi phải thực hành rất là nhiều, à, mình mới chấp nhận cái định luật này. Rồi sao? Rồi bắt đầu chúng ta phải cột cái tâm mình lại, chứ không thôi là nó cứ trôi cuốn, nó bị nhấn chìm trong những cái lo âu toan tính của thế gian. À, thì khi mà mình, Đức Phật mới nói là mình xây, tự xây hòn đảo, tự xây hòn đảo để mà mình an trú, để mình nương nhờ. À, thì khi mà chúng ta có được một cái đề mục để mà mình cột trói cái tâm mình lại, rồi mình huấn luyện cái tâm mình nó an trú trên cái đề mục đó, thì khi mà cái tâm an trú trên được đề mục đó là chúng ta được an lạc. À, thành ra các ngài nói sao? Hả? Chúng ta mà thực hành buông bỏ được một chút thì hạnh phúc được một chút, à, buông bỏ được nhiều, à, thì hạnh phúc được nhiều. À, cho đến khi nào mà chúng ta thực hành buông bỏ hoàn toàn thì chúng ta sẽ hạnh phúc hoàn toàn. À, bây giờ hằng ngày chúng ta bận rộn với cái đời sống, à, công việc, rồi cơm áo gạo tiền đủ thứ chuyện hết. À, đó, nhưng mà mình biết là bây giờ mình dừng nghỉ, à, mình dừng nghỉ 5-10 phút, à, mình an trú trong các cái bài kinh, à, và những cái dòng thơ dòng kệ, à, an trú trong các cái câu pháp cú kinh gì đó. Đó, đó, cái câu pháp cú kinh nào mà tâm đắc nhất thì lâu lâu á mình tự an trú vô câu đó. Ví dụ như là bây giờ đó, à, mình thấy được cái thế gian này nó rẫm thông, à, để từ đó mà mình khởi lên cái tâm mình đã cảm thấy nhàm chán, à, nó dần nhàm chán là mình không còn muốn hơn thua, không còn muốn tranh giành, à, gì đó. Đó thì sao? Khi đó mình chấp nhận cái cuộc sống hiện tại, à, chấp nhận vào cái phước báo của mình hiện có, à, mình không có tầm cầu, không có muốn gì hơn, kệ nó, bữa nay ơi, bữa nay là có được nắm rau thì mình nấu cái canh mình ăn, không cần phải trời phải có bột ngọt, phải có bột nêm, phải có nước tương xì dầu, phải có cái này cái kia cái, à, à, mình chấp nhận, à, kệ nó, bây giờ có nấm rau lan, à, nấm mớ đọt nhắn lòng, à, cái gì đó để mình nấu miếng canh sống qua ngày tốt rồi. Thấy không? Tại sao? Tại vì mình cứ đòi hỏi, à, còn nếu mà mình chấp nhận rồi mình so sánh, à, bây giờ mình có được một miếng cơm, à, một miếng canh này, này, trong khi biết bao nhiêu người khác phải đói khát khổ đau, mình được vậy là mình hạnh phúc rồi, mình được vậy là tốt rồi, mình đừng có đòi hỏi gì nữa hết. À, khi mà mình biết chấp nhận hoàn cảnh, mình biết tri túc, à, mình an trú vào cái điều kiện vật chất trong hiện tại, à, mình không có tầm cầu tham muốn gì nhiều hơn, thì lúc đó mình sẽ được an lạc. À,
Còn mình không chấp nhận, trời ơi, vậy sao mà ăn? Ăn vậy sao mà ăn? À, trời ơi, ở gì đâu mà không có tiện nghi, không có các cái điều kiện, ở vậy sao mà ở? À, thì sao? Thì phiền não dấy động. Phiền não dấy động thì khổ đau. À, cho nên á, mà ta biết, à, quay lại rồi có cái thái độ chấp nhận, à, tri túc, à, tri túc hiểu biết, à, rồi chúng ta, à, đừng có đòi hỏi phải sửa đổi những cái điều kiện bên ngoài, à, mà mình gì, mình sửa đổi ngay chính cái thái độ, sửa đổi ngay chính cái nội tâm của mình. À, bây giờ trời lạnh dữ vậy, à, trời nắng nóng mà nó nóng nhưng mà nóng dữ vậy, à, nhưng mà tại vì cái mùa tiết, cái định luật thay đổi nó là như vậy. À, thay vì bây giờ, à, trời nắng nóng thì thôi mình làm công việc nào đó, trời lạnh làm công việc nó phù hợp, à, có cái hoàn cảnh, à, mình sẽ được an ổn. Còn mà mình rực rãi, mình muốn thay đổi, à, mình muốn cái điều kiện xung quanh nó phải như cái ý mình, à, thì mình sẽ khổ đau. À, cho nên á, chúng ta phải sửa đổi ngay chính trong cái nội tâm của chúng ta. À, chúng ta phải có cái thái độ, à, hòa nhập, chấp nhận với cái điều kiện hoàn cảnh ở bên ngoài. À, thì lúc đó mình sẽ an ổn. À, đó, mình đừng có đòi hỏi là phải có cái chỗ mà an tịnh, à, đúng như ở trong kinh đó, thì tôi mới tu được. Bây giờ mà quý vị kiếm mà cái chỗ mà trong khu rừng vắng, à, rồi kia nó rất là khó, không? Thay vì mình biết là bây giờ trại nó, bây giờ nó yên ổn, nó vắng lặng, à, như vậy là cũng đỡ rồi, tốt rồi, không? Mình chấp nhận cái điều kiện hoàn cảnh để mình tu. Thay vì á, bây giờ mình niệm cái đề mục thở vô thở ra, à, không sợp gì đó, nhưng mà bây giờ á, âm thanh, à, thì mình niệm nghe rồi mình buông bỏ, chứ mình đừng bực bội trời ơi gì đâu mà cái âm đó ồn ào quá vậy sao tu, à, sao ngồi thiền, nghe không? Khi chúng ta phải sửa đổi, chuyển đổi cái nội tâm của mình, chấp nhận với cái điều kiện hoàn cảnh ngay giây phút đó, à, thì mình sẽ an ổn. Còn mình muốn mọi vấn đề nó phải như cái ý của mình thì mình sẽ khổ đau. Không? Bây giờ ngay cả những người thân ở trong gia đình mình cũng vậy, à, mỗi người họ có cái nghiệp riêng, à, mỗi người họ có cái ước muốn riêng, mình không thể điều khiển được đâu. À, con mình muốn cho nó phải như thế này, phải như thế kia, phải học trường này, phải học trường nọ, phải học ngành này ngành kia, nhưng mà nó đâu có muốn theo đúng theo ý mình đâu, nhưng mà mình bắt buộc nó, à, rồi sao nó phản kháng lại, nó chống đối, rồi bất hòa xảy ra, à, rồi sao, à, trong gia đình khổ đau. À, tao muốn cho mày được như vậy, tao muốn cho mày như thế kia,
À, tao muốn cho mày được thành đạt, tao muốn cho mày được an ổn hạnh phúc, nhưng mà tại vì cái phước nó không có, thành ra nó không có thể ngọc học cái ngành đó được, nó không có đạt được cái địa vị, cái học vị à, như thế đó. Không, cho nên á thì thôi à, bây giờ á làm bổn phận làm cha làm mẹ thì mình cũng lo hết mức rồi, nhưng mà tại vì cái phước của nó cỡ chừng đó ha, thì mình chấp nhận ở thấu vậy cũng được đó. Đó thì nó sẽ không khổ đau. À con á, trong cái điều kiện à bây giờ nó thích cái ngành nghề đó thì nó có cố gắng nó học thì nó cũng sẽ có được để mà nó nuôi sống bản thân. Giờ mình chịu chê cái nghề đó cực khổ lắm, cái nghề này nè, cái nghề này là mới cao quý, không? Cái nghề này là mới có tiền được, bạc được nhiều, nhưng mà nó không thích à, nó không thích, nó không chịu, mà mình cứ ép buộc, mình bắt buộc nó hoài á. Thôi bây giờ cái nghề nào nó thích thì để nó tự chọn à, để sau này nó không có, nó không có trách cứ mình à. Còn bây giờ mình thì nghĩ là cái nghề này cao quý, nghề này mới tốt đẹp, cái nghề này có địa vị à, cái nghề này đem đến tài sản nhiều à, mà có tài sản nhiều, có địa vị cao thì nó sẽ đem đến hạnh phúc, nhưng mà chưa chắc à. Đó, thành ra khi biết vậy để cho nó tự lựa chọn cái con đường của nó à, à thì sẽ được an ổn. Mình đừng có khư khư mình chấp thủ bảo thủ cái ý kiến của mình à, thì sẽ đem đến khổ đau. Còn biết rồi bây giờ đó, làm lo như vậy à, nhưng mà tùy theo à, để cho nó có cái quyền quyết định à, để sau này nó nếu mà nó đạt đến cái điều tốt đẹp thì đó là cái phước của nó, thấy không? Nó an ổn. Còn nó chọn chứ mình đâu có ép nó, thấy không? Thành ra đó, để mà chúng ta chấp nhận những cái điều kiện hoàn cảnh bên ngoài à, chấp nhận vào cái định lực à, của tam tướng, chấp nhận cái định lực nhân quả phước báo à, chấp nhận vào cái phước báo của mỗi cá nhân à, mình sống trì túc à, đó gọi là thân pháp tùy pháp à, mà khi mà chúng ta chấp nhận, chúng ta thuận pháp tùy pháp thì mình sẽ được an ổn à. Còn mình muốn như thế này, muốn như thế kia, muốn à, càng muốn càng nhiều thì càng khổ đau à. Cho nên á, trong đời sống chúng ta à, mình biết rồi thì mình nên à, có cái thái độ à, chấp nhận và thuận pháp tùy pháp à, thì sẽ đem đến hạnh phúc. À, giờ chúng ta càng hạn chế lệ thuộc vào những cái điều kiện vật chất bên ngoài nhiều chừng nào à, thì mình sẽ an ổn. Còn mà nếu mình càng tầm cầu à, càng mong muốn, càng tìm kiếm mà thì mình sẽ càng khổ đau à, thành ra à, các bậc thánh nhân thì các ngài đã hiểu biết được rồi, các ngài khước từ à, các ngài đến những cái nơi vắng vẻ à, an ổn à, các ngài an trú vào các cái thiền tuệ à, để có sự hạnh phúc an ổn của giải thoát à, cho nên là mặc dù bây giờ mình thì cũng chưa được như các ngài à, nhưng mà mình cũng dành ra thời gian nào đó à, 5 phút, 10 phút
20 phút, nửa tiếng, để chúng ta tu tập, để chúng ta suy gẫm những cái câu Phật ngôn, những lời Phật dạy, chúng ta an trú vào những cái hàm danh cao quý của Đức Phật, chúng ta suy niệm về ân đức Pháp, suy niệm về ân đức Tăng. Thì khi nào mà chúng ta có sự an trú an ổn trong các cái điều trong các cái ân đức tam bảo thì mình sẽ được giải thoát, giống như mình là cái người lữ hành, mà vô những cái ốc đảo có được cái bóng mát, có được cái ao nước để mình nghỉ ngơi, mình trốn cái nhiệt não của sức nóng của mặt trời, có dụng nước, có ao nước để mà mình giải khát, mình tắm mát. Thì chỉ có khi mà chúng ta an trú trong các cái đề mục, an trú trong ân đức tam bảo thì chúng ta sẽ được an ổn. Thì xin chia sẻ với cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thứ, dạ con kính tri ân sư đã cho con những lời khuyên. Dạ đúng, con thấy mình đúng là còn khổ đau nhiều, vì còn những điều mà sư đã nói thì con chưa làm được, con chỉ làm được mới chút chút nên là khổ đau cũng còn nhiều. Như vậy là người phàm phu mình mà muốn an hưởng giải thoát tạm thời là mình phải dừng các mong cầu và chấp nhận quy luật vô thường, khổ vô ngã, và phải học và hành theo pháp Phật, rồi buông bỏ nhiều thì hạnh phúc nhiều, buông bỏ ít thì hạnh phúc ít. Dạ, rồi mình cũng không nên hơn thua, là những lời mà sư đã giảng giải rồi. Và mình cũng không nên sửa đổi bên ngoài, mà mình phải sửa đổi chính cái nội tâm của mình. Dạ, cái điều này là đúng là con còn chưa làm được nhiều, con còn mong cầu cho người khác nhiều, con muốn người ta phải như thế này như thế kia, như vậy là mình sai rồi. Mình phải tùy theo phước báu và cái nghiệp của mỗi người, do đó mình chỉ làm hết trách nhiệm làm cha làm mẹ thôi, còn mỗi người thì đi theo cái nghiệp của mình, phải tùy pháp và thuận pháp. Dạ, con hiểu điều này, con kính tri ân sư ạ. Dạ, bây giờ kính mời đạo tràng. Đã thấy có Giang Nhật Hạ này, Giang Nhật Hà giơ tay không? Dạ, con đang giao mic ạ. Dạ, em mời chị Meta nha. Dạ, khi chưa có ai cầm mic thì con xin có ý kiến nữa, con xin hỏi hỏi sư, nhờ sư cho con. À, dạ, đã thấy chị Meta và Giang Nhật Hà giơ tay, dạ, rất là hoan hỉ. Em kính mời chị Meta. Rồi sau chị Meta là Giang Nhật Hà nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sằng Khai. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Pháp Thanh đã giảng bài học hôm nay. Và con cũng đã hiểu được chút chút qua bài học này. Dạ, thì con cũng có một chút chia sẻ với đạo tràng về cái việc mà người làm cha làm mẹ mà mong cầu ở con cái. Dạ, con cũng xin chia sẻ một chút đây thôi. Thì con thấy là con cũng đã trải qua một cái thời gian dài, bởi vì tuổi con cũng đã lớn rồi. Thì con thấy thường người mẹ, người cha, ai cũng mong muốn con mình đạt được cái địa vị này, địa vị nọ, được có được bằng cấp cao, được như mọi người hoặc là hơn người. Ai cũng mong như vậy. Nhưng mà con thấy đối với con bây giờ thì con cảm thấy như Ngài đã giảng dạy là không có cần phải mong cầu nữa. Đối với con thì mỗi khi mà con thấy con cái của con mà nó không đạt được như ý muốn thì con cứ nghĩ là
đó là cái nghiệp quả của nó rồi, nó chỉ đạt được tới bao nhiêu đó thôi, thì con thấy tâm con an lạc, con không có buồn phiền nữa. Con nghĩ là cái duyên phần của nó chỉ được như vậy thôi, mình muốn hơn cũng không được. Thì con nghĩ như vậy thì con thấy là tâm con nó không có phải bị khổ hay bị bức rứt như thế này thế kia. Tại sao con mình không được như người ta, con mình dở hay gì, con không nghĩ như vậy nữa. Từ ngày mà biết được đến Phật Pháp rồi thì con cứ nghĩ đó là con chấp nhận, đó là cái quả của nó. Nó chỉ phần phước của nó chỉ được như vậy thôi. Và con thấy ngay ở nước Mỹ thì con còn nhớ cách đây cũng nhiều năm, thì có một trường hợp có bà mẹ là dược sĩ mà muốn con mình phải học bác sĩ, mà con thì nó không đạt được tới, mà nó chỉ dược sĩ thôi. Thì bà cứ nói thế này thế kia, bà muốn là nó phải cố gắng học bác sĩ, nhưng mà cuối cùng rồi nói hoài, rồi nó không có cầm lòng được, rồi nó bóp cổ bà chết. Con nhớ là như vậy. Thì con thấy là cái bà mẹ này không có dừng được cái ham muốn, cái mong cầu về con cái, mà để làm cho cái đứa nhỏ nó tạo cái nghiệp là coi như là cái nghiệp đó thì thật là tội cho nó. Thì theo như về nhân quả thì cái nghiệp đó là nó có thể là nó sẽ bị địa ngục vô gián rồi, giết cha giết mẹ. Rồi một trường hợp nữa, hai trường hợp nữa con đã chứng kiến là ở nước Úc này, nước Úc của con đó, có một vị bác sĩ. Dạ không, cái vị này chỉ là dược sĩ thôi, nhưng mà trước kia là bác sĩ ở bên Việt Nam. Rồi khi đi qua nước Úc đó, thì làm dược sĩ và cũng có cái tiệm thuốc Tây. Rồi cũng mong cầu là con mình đó, nó phải học bác sĩ. Nhưng mà cái đứa con khả năng nó không đạt nổi. Rồi ông này bức bách nó quá. Rồi sao con không ráng đồ này kia, con này con kia con nọ như thế nào đó. Rồi nó cũng nghe lời. Nó đi đến một cái tiểu bang, nó đi đến một cái trường đại học thấp hơn. Ở cái trường đại học Sydney mà con đang ở đó, là cái trường đại học nổi tiếng của nước Úc. Nó không đạt được. Rồi nó cũng nghe lời, nó đi đến một cái trường đại học nhỏ hơn, nhưng mà cũng học bác sĩ. Nhưng mà rồi tâm tư nó buồn phiền như thế nào đó, nó tự tử luôn. Nó tự tử, nó chết. Thì con thấy là hai cái trường hợp này, đó là do cái bậc làm cha làm mẹ cứ quá mong cầu ở con cái mà không có nhìn cái khả năng của nó. Rồi đi xa hơn thì không có nhìn được cái phước quả của nó. Con mình chỉ đạt được như vậy thôi, mà cứ ép buộc, cứ nói này nói kia như thế nào để cho đứa nhỏ nó tự tử luôn. Dạ, thì con thấy hai cái trường hợp đó, thì con cũng xin chia sẻ với đạo tràng là chúng ta bây giờ có biết được Phật Pháp rồi, thì nên khi mà gặp con cái mình nó không đạt được những cái điều mình mong muốn, thì mình cứ nghĩ rằng đó là tại cái khả năng của nó chỉ tới đó, và cái nghiệp quả của nó chỉ được như vậy thôi, thì có lẽ là chúng ta sẽ được an ổn, chúng ta không có phải mà khổ đau gì con cái. Thì con thấy là như vậy. Và con thấy như Ngài đã nói á, thì chúng ta là phàm nhân, thì chúng ta bớt đi cái mong cầu cho chính bản thân mình, và về phía con cái chúng ta cũng bớt mong cầu
biết rằng sống ở thế gian này thì phải có mong cầu, nhưng mà chúng ta phải bớt cái mong cầu của mình đi và phải sống tùy duyên thuận pháp. Rồi mỗi khi chúng ta có mong cầu thì chúng ta phải quán xét coi cái mong cầu đó nó có lợi mình lợi người hay không. Nếu lợi mình lợi người thì chúng ta thực hiện, còn nếu mà không lợi, chỉ lợi mình mà không lợi người thì con thấy là chúng ta không nên thực hiện và đừng có nên quá trèo cao. Như ở thế gian thì nói là trèo cao thì sẽ té nặng, khi mà té thì sẽ nặng lắm. Thì con thấy là như vậy. Thì qua bài học này thì con nghĩ là con là phàm nhân thì nên sống tùy duyên thuận pháp, bớt đi cái mong cầu ở bản thân, ở con cái hay là bất cứ cái gì. Mình bớt đi cái mong cầu thì có lẽ là sẽ được bớt đi cái đau khổ hơn. Chứ nếu cứ mong cầu thì cái mong cầu của mình nó cứ tăng dần, thì nếu mà mình không đạt được là mình sẽ khổ. Thì con chỉ có chút ít chia sẻ với đạo tràng như thế. Con nhường mic lại cho vị khác. Và con kính Nam cảm ơn sư Pháp Thanh rất là nhiều. Dạ, sa thú kính cảm ơn sự chia sẻ của chị Metta. Rồi Quỳnh Giang Nhật Hà lố dạng rồi, Nhật Quỳnh định réo rồi trốn ở đâu, giờ thấy bàn tay rồi. Mời Quỳnh Giang Nhật Hà nghe. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khai. Đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, cái bài giảng hôm nay nói về cái với tâm tư giải thoát vị tỷ kheo tu thiền đó thưa sư. Thì thường cái qua những cái bài giảng thì con thấy trong cái thời mà Đức Thế Tôn còn tại thế thì những cái người, những cái vị nào mà có đủ căn duyên lọt vào cái võng trí của Đức Thế Tôn đó, thì nghe được những cái bài giảng thì có khi năm vị nghe thì một vị đắc, rồi những vị khác thì khi nào mà đủ căn duyên thì mới đắc. Và những cũng có những cái bài pháp thì những cái nhóm vài chục người rồi vài trăm người như vậy đắc chính đắc. Thì cái điều kiện hồi đó thì cũng là giống như những kinh giảng là ngôi nhà vắng khu rừng hoang như vậy đó. Còn cái thời bây giờ đó thì đa số là Phật tử, là tụi con là sống loanh quanh ở phố tị, thành phố đông người như vậy á. Thì khi mà cũng mình cũng muốn tranh thủ thời gian để học pháp và cũng tập tu thiền, mà con thấy thì nó rất là khó. Khi mà mình tập như vậy á, thì nhiều khi cũng muốn ngồi tĩnh tâm lại, thì bắt chân lên thì nhiều khi cũng con khóc, phôn reo, chó sủa, vợ kêu, chồng réo rồi gì đó, rồi thậm chí là hàng xóm hát karaoke rồi nghe liên tục như vậy. Thì con thấy giống như là cái trú xứ mình ở đó thì nó rất là quan trọng. Những cái mà sắc thanh hương vị xúc đó, thì cái phần sắc thì mình có thể mình liêm diêm, mình nhắm mắt lại hé hé rồi mình nhìn xuống thì mình có thể mình giảm thiểu được cái phần mà để thấy. Rồi cái chỗ ngồi vắng lặng rồi như vậy đó, cũng mình cũng không có cái hương cái vị xúc thì mình cũng giảm thiểu được. Nhưng mà cái phần âm thanh đó thì con thấy rất là khó. Nó là một cái điều chướng ngại rất là lớn. Thì làm sao mình có thể mình vượt qua cái điểm này thưa sư?
Mình có thể dùng mấy cục bông gòn mình bịt tai lại bớt không, hay là làm sao mình có thể mình giảm lại cái điều này để mình có thêm một cái thời gian mà tịnh tâm, sư có thể chỉ cho con thêm về cái điểm. Dạ con xin nhân đức tới sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Thật sự ra đó là như nãy sư nói là mình đừng có đòi hỏi, đừng muốn sửa đổi các cái điều kiện bên ngoài, mà mình sửa đổi ngay với chính cái nội tâm của mình. Là bây giờ thay vì là mình đòi hỏi một cái không gian yên lặng, phải thật yên lặng, không có tiếng động thì tu mới tu được. Thì bắt đầu á, mình sẽ khổ đau khi mà mình không có cái điều kiện như ý. Nào đó, thì thôi, bây giờ là nó mình chuyển đổi cái đề mục. À, thay vì mình quan sát cái đề mục của mình chọn là thở vô thở ra phòng xẹp gì đó, thì bây giờ mình chuyển đổi qua là cái đề mục là âm thanh, nghe nghe nghe, mình chỉ nghe thôi, mình biết nó là âm thanh thôi, đừng so sánh là nó hay nó không hay. Tiếng gà gái, tiếng chó sủa, người này tiếng người này nói, tiếng người khác nói gì đó, là cái đó là mình chạy theo bên ngoài rồi. Mình có cái sự so sánh, cái tưởng mình đang vô, thì nó sẽ sao, thích không thích, bám níu là xua đuổi. Thì như vậy á thì phiền não nó dấy đầu. Còn bây giờ trong nghe chỉ có nghe, mình chỉ biết là cái âm thanh thôi, mình không có phân biệt là gà gái chó sủa gì hết, chỉ biết âm thanh nghe rồi bỏ, nghe bỏ. Đó thì lúc đó đó mình giữ cái tâm của mình nó không có chạy theo cái trần cảnh bên ngoài. Đó, thì lúc đó là mình không có phiền não, mình định tâm trong cái đối tượng. Đó thì lúc đó mình sẽ an ổn. Rồi bây giờ mình nghe một cái âm thanh, một cái bài nhạc nó hay, thấy không? Cái bắt đầu cái tưởng mình khởi lên, trời lâu quá mới được nghe cái bài này. Bài này hay lắm bài này là đúng ý của tôi đó, thấy không? Tại sao cái tưởng mình nó sanh khởi lên, nó bắt đầu sao thích, nó bắt đầu chấp thủ, nó bám níu theo, nó chạy, cái tâm mình lúc đó nó chạy ra bên ngoài rồi. Còn bây giờ cái bài dù cho nó hay, nó đúng cái ý của mình, cái bài hồi xưa là mình thích dữ lắm, thì mình cũng nói nó là âm thanh thôi. Mà cái bài mà hồi đó mà mình không có thích, mình ghét hết, nhưng mà bây giờ lỡ ở cái bên nhà hàng xóm nó mở radio, mở máy móc gì đó, mà những cái âm thanh nó dội đến, mình cũng nghe nghe, không chạy theo cái mình thích, mà không có bực bội khó chịu với cái đối tượng mà mình không thích. Mình giữ giữ cái tâm quân bình, các đối tượng chỉ là đối tượng, thì như vậy thì mình sẽ an ổn. Thành ra Đức Phật mới dạy sao, trong thấy chỉ có thấy, không có đối tượng nào tốt, có đối tượng nào xấu. Trong nghe chỉ có nghe, âm thanh là âm thanh, không có tốt xấu.
Trong xúc chạm chỉ có xúc chạm, chỉ có sự xúc chạm, cái trạng thái mình biết cứng mềm nóng lạnh vậy đó, mình không thích mà cũng không có xua đuổi, không có bám níu mà cũng không có bực bội khó chịu, thì như vậy mình sẽ an ổn, phiền não nó không dấy động. Còn hả, gặp mà những cái đối tượng mà mình cho là khả ý, khả hỷ, khả lạc, thích ý vừa lòng, thấy không, mình chấp thủ, dính mắt, bám níu. Còn mà gặp những cái đối tượng mà mình cho là không tốt đẹp, thô cứng, là xấu và này kia nọ đó, mình có sự phân biệt thì sao? Thì phiền não nó dậy động, khổ đau nó phát sinh. Cho nên là tất cả đối tượng là đối tượng, khi mà mình tập thì mình có thể mình tu, mình hành thiền, mình thực tập thiền ở bất cứ hoàn cảnh nào nữa. Thấy không? Bây giờ mình ở trong một cái phòng, mình tu cũng được, mình ngồi, mình đi trên xe. Ví dụ như giờ trường hợp mình đi xe xe buýt, xe đòi đó, xe khách gì đó, bắt đầu mình ngồi, thì mình gì? Nghe, thấy, nghe, thấy, mắt mình nhìn, cảm vật thì mình chỉ thấy thôi, thấy cảm vật bên ngoài vậy đó. Rồi cái động cơ, tiếng động cơ, tiếng họ nói gì đó, thì mình nghe, nghe. Rồi bắt đầu cái chiếc xe nó chạy, nó có sự rung lắc, rung động, khiển động, thì nghe, thấy, rung lắc, gì đó. Đó, thì mình cứ theo cái các cái đối tượng, các cái đề mục, thì trong cái sự nghe của mình mình không có chú vào từng âm thanh, mình chỉ nghe thôi, biết nó âm thanh là âm thanh, mình thấy, mình không có chú hoàn toàn vào cái thấy rõ từng chi tiết, mà mình chỉ biết đối tượng, giống như mà đứng ngay ngã tư được, bây giờ mình thấy những chiếc xe nó chạy qua, thì rất nhanh, nó vút qua, mình biết có một cái đối tượng nó vừa vừa qua, thấy rồi, mình có chạy theo để mình xăm soi nó, mình thấy cho nó kỹ, xe này hiệu gì, sơn màu gì, ai lái, xe này tốt hay không tốt, thì vậy đó, rất là mệt và phiền não, phải không? Còn mình đứng ngay ngã tư, cứ xe nó chạy qua, thấy rồi, thì mình sẽ an ổn. Cho nên mình hiểu lời Đức Phật dạy, mình ráng mình thu thúc, mình giữ cái tâm mình ở trong ở trong cái tâm của mình thôi, đừng có chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, thì mình sẽ an ổn. Còn cái thời buổi này mà bây giờ mình đi kiếm được một cái chỗ mà như trong kinh rất là khó, không có ở đâu mà có đó. Nhưng mà đó, mình phải chuyển đổi, mình tập cái chỗ yên tĩnh thì mình tu cũng được, cái chỗ mà ồn ào mình tu cũng được, hoặc là giờ trời bây giờ nó hát ra đó, kêu rần 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 quá thì thôi, giờ này mày làm thì tao làm công chuyện khác, chừng nào nó an ổn thì mình tu, thấy không? Một lần nha, khoảng năm 2002, lúc đó sư đi về ngoài Đà Nẵng, về trong quê của ngài cũng có công việc,
cái mới nghe mấy vị kia người ta nói là ở trên núi Bà Nà có cái chùa, rồi mình cũng cũng muốn tìm hiểu để đi tham quan rồi cho biết, nhưng mà thì cũng có lên đó. Thì lên đó thì cái ở độ cao mà nó cũng không khí rồi nó mát mẻ, nó yên tĩnh đó. Cái bắt đầu nói chứ chà, ở đây mà có điều kiện mà ở đây được hành thiền đã lắm nha. Thì mới nói với ông thầy trụ trì là xin ở lại một đêm đó. Thì mình cứ nghĩ là tới cái ban đêm thì nó yên tĩnh, ai về đâu mà tới ban đêm hả, là xung quanh nó là cái khu du lịch mà. Rồi bắt đầu mới vừa bắt đầu mà vừa vừa nhá nhem tối là bắt đầu thôi nó làm răng răng răng, bên này là đốt lửa trại, rồi nó ca nó hát nó nhảy nó múa, bên kia thì nhà hàng nó mở karaoke rồi nó làm răng 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 lên. Cái mình nói thì thôi bây giờ tụi bay chơi thì tao nghỉ. Cái bắt đầu thôi bây giờ nó làm gần gần quá, giờ mình, cả ngày nay mình leo núi rồi mình đi tham quan chỗ này chỗ kia rồi nó cũng mệt rồi, thôi giờ mình vô ngủ sớm, ngủ sớm. Cái bắt đầu ngủ một giấc tới đâu khoảng 1-2 giờ khuya, 1-2 giờ khuya thì bắt đầu trời nó ở trên cái độ cao cả ngàn mét mà, thì càng về khuya thì càng lạnh. Rồi cái bắt đầu là nó nhảy múa nó hát đốt lửa trại rồi nó hát karaoke rồi cái nó đó tới 1-2 giờ khuya nó đã rồi, nó đã rồi. Thì bây giờ nó ngủ, nó ngủ cái không gian nó tĩnh mịch rồi thì bắt đầu mình tu, thấy không? Đó, thành ra đó hả, trời nắng thì mình làm công việc theo trời nắng, trời mưa thì mình làm công việc khác, chứ mình đừng có bực bội biểu là phải nắng cho tôi làm việc, nghe không? Rồi mà trời nắng mà bực bội mình khó chịu, nắng gì nắng quá vậy, nắng gì mà nắng dữ vậy, thì nó khổ đau. Còn bây giờ mình cứ thuận theo điều kiện, thuận theo hoàn cảnh. Mình thấy giờ cái mình sửa chuyển đổi chấp nhận cái điều kiện hoàn cảnh được thì mình sửa đổi, còn không á thì mình né tránh á. Bây giờ nó ồn ào quá thì mình đi mình tìm công việc khác, mình có cái phương pháp khác để mình tu. Thay vì hồi mình ngồi thiền giờ nó ồn quá thì mình học kinh, mình xem kinh xem pháp vậy đó, nó dễ. Dạ không có, quê ngày hòa thượng quê hương ngày là ở Điện Bàn, ở Điện Bàn Quảng Nam, còn cái núi Bà Nà thì ở ngoài thành phố Đà Nẵng, đi vô khoảng mấy chục cây số đó. Nó có tổ chức cái khu mà để du lịch nghỉ dưỡng rồi đó, cũng có lên đó chơi tham quan. Thì trên đó cũng có cái chùa, cái chùa Bất Tông, nhưng mà nó cũng có lúc nó cũng yên tĩnh tĩnh mịch lắm, nhưng mà có lúc thì nó cũng ồn ào. Cũng lên ở một lần một đêm để cho biết. Thôi chúc chú Giang Nhật Hà và lãng đẳng mây trời ra nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú sa thú. Dạ con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của Giang Nhật Hà. Dạ và cái câu hỏi này cũng con cũng áp dụng được. Dạ. Tức là mình phải thích nghi với hoàn cảnh,
Vì trong điều kiện mình thì sống với xung quanh là nhiều nhiều người, đông người, thành ra là cái âm thanh nó rất là hỗn tạp. Và con thấy những cái lời sư trả lời với Giang Nhật Hạ con áp dụng được, con kính tri ân sư. Dạ, giờ con cũng đã thấy câu hỏi của Lãng Đãng Mây Trời, nhưng mà sẵn cái câu hỏi của sư thì con hỏi luôn, cái con cũng có ý kiến như thế này thưa sư. Dạ, khi mà Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo á, là chọn khu rừng vắng rồi nơi yên tĩnh để mình tu, như vậy là đối với những vị ngày xưa và với những vị mà có một nội lực thì mới như vậy được, phải không sư? Còn riêng với ví dụ như con đi, con kiếm một nơi vắng, một ngôi nhà hoang, thì cái tâm con nó hoảng loạn, con sợ. Con sợ lúc đó cái tưởng điên đảo nó nổi lên thì con lại thấy sợ. Và khi mà vô một cái hội chúng, ví dụ như là cái trường thiền, tên gọi là trường thiền của một cái pháp hội mình ngồi thiền như vậy ấy, thì có đông hội chúng cùng ngồi thiền với mình, thì con thấy cái tâm mình nó an ổn hơn. Thì như vậy có phải là không đúng với lời Phật dạy không thưa sư? Dạ, nhưng mà con lại cảm thấy như vậy thì cái tâm nó an ổn hơn. Và người ta nói như vậy là nó có cái từ trường, thì đúng là con thấy nó an ổn hơn, nhưng mà cái đó không biết có phải gọi là từ trường không. Thì như vậy là con đúng hay sai thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. Có những lúc á, khi mà mình mới tu tập, cái tâm mình nó chưa có vững vàng, thì mình đi đến những cái nơi mà hoang vắng, cái sự sợ hãi nó sanh khởi, thì lúc đó mình cần phải ở những cái nơi mà có đông đảo, thì để mà mình nương nhờ với nhau. Nhưng mà có những lúc á, thì mình cũng tìm cái chỗ để nó vắng vẻ, thì tùy theo cái điều kiện của nội tâm của mỗi người. Thì cũng có rất nhiều vị cái trường hợp mà giống như một cái vị thị giả của Đức Thế Tôn, lúc đó là ngài Ananda chưa thị giả cho Đức Phật, thì cái vị này là thị giả của Đức Thế Tôn á. Khi mà cái vị này với Đức Thế Tôn đi ngang qua cái khu rừng, thì cái vị này mới khởi lên cái tâm ý là bây giờ khu rừng này tĩnh mịch quá, yên tĩnh quá, ở đây mà tu thiền chắc là rất là tốt. Thì cái vị này mới xin phép với Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, giờ cho con ở lại đây, ở trong khu rừng này để mà con hành thiền. Nhưng mà đó, Đức Phật quan sát thấy cái vị này á, cái tâm chưa có an tịnh, cái sự tham muốn này á, là của phiền não chứ không phải là cái nỗ lực để mà tu tập, thích ham thích cái cảnh thôi, chứ cái nội tâm nó còn chưa có tốt đẹp. Nhưng mà vị này Đức Phật mới khuyên là để có một cái vị khác đó đến là làm thị giả cho Như Lai xong á, là ông hãy vô đó. Nhưng mà ông này á, khi đó nó phiền não dấy động rồi, cái ham muốn ấy rồi, ông để cái bát của Đức Phật xuống giữa đường vậy đó, mà ông bỏ vô, đi vô rừng ông tu.
À, ông nghĩ là cái khung cảnh tĩnh mịch yên tĩnh vậy á, vô trong chứ mai sáng vô cái tâm nó dấy động. À, cái nào, cái trần cảnh bên ngoài nó yên nhưng mà cái phiền não trong tâm nó không yên, thành ra cuối cùng ông ở trong đó được ngày hai ngày ông cũng tu cũng được gì hết, ông chạy nó về, thấy không? Thành ra đó có những lúc đó, mình cứ cái tưởng của mình cứ nghĩ ừ trời ơi phải như vậy phải như kia tôi mới tu được. À, phải cái chỗ mà tĩnh mịch yên tĩnh đó mới tu được. Chứ sự thật ra đó là do cái tâm mình. À, nếu mà cái ham muốn mà nó do cái phiền não, cái tham, cái chấp thủ, thì dù đó mình có vô đó mình tu cũng không được. À, còn nếu mà cái tâm mình nè an tịnh rồi thì ở chỗ nào cũng tu được hết, điều kiện nào mình cũng có thể tu được hết. À, cái tâm mình nó hay chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, à, nó tìm kiếm tầm cầu thế này thế kia. À, một cái câu chuyện đó, một cái vị trưởng lão này nè, cái vị này á là Hạnh Đầu Đà ở trong một cái hang động. À, mà cái vị này ở trong cái hang động đó 20 năm. À, đó. Rồi có một bữa nọ một cái vị tỳ kheo á mới đi đến nè, cái vị này ở trong hang động này 20 năm á mà vị này không biết cái gì xung quanh hết á. À, thì cái vị tỳ kheo này mới lại mới nói trời ơi, à, trước cái hang động của ngài có cái gỗ này quý quá. À, rồi ông ta mới đi vô trong cái hang động thì không biết hồi xưa có ai ở đó, đó. Thì người ta tạc những cái bức họa ở trên cái vách hang động đó. Mà cái vị trưởng lão này ở trong cái hang động đó 20 năm mà ngài không có biết, ngài không có quan sát, ngài không thấy gì hết. À, tại vì ngài ló ngay quay nhìn vào trong tâm của ngài. À, cho nên á là ngài chẳng có biết là cái ở ngoài cái cửa hang là cái gỗ đó là cái cây quý, mà ngài cũng chẳng thấy, chẳng có biết ở trên cái hang, vách hang đó là có những cái bích họa gì đó. À, còn ông này mới vừa tới là ông quan sát, ông quan sát bên ngoài đó. Thành ra sao cái an tịnh không an tịnh là do cái tâm mình. Nếu mình an trú, mình giữ vững cái tâm mình an trịnh, an tịnh ở trong tâm mình thì mình sẽ ở cái điều kiện nào mình cũng an tịnh. Còn mà mình để cái nội tâm mình nó chạy ra bên ngoài, chạy theo trần cảnh bên ngoài thì sao? Bây giờ dầu cho mình ở trong hang vắng nhưng mà phiền não nó dấy động, à, tưởng điên đảo nó sanh khởi, thì bây giờ mình dù ở trong cái phòng kín mít đi chăng nữa cũng không thể mà tu được. À, cho nên là chúng ta phải thực hành để sửa đổi cái nội tâm mình, rèn luyện cái nội tâm mình có nội lực nha, thì mình sẽ nương nhờ. Còn những lúc mà chúng ta đến trường thiền thì cũng có cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ trong trường hợp bây giờ á mà cái tâm mình bị lui sụt, mình giải đãi, mà bây giờ mình thấy ở trong trường thiền á ai cũng có sự nỗ lực tinh tấn á, mà bây giờ mình tâm giải đãi lười biếng, nó muốn bỏ dở, nó không muốn hành thiền, thì tự nhiên mình thấy mình cũng hổ thẹn, trời ơi sao người ta ngồi yên hết trơn mà giờ mình lại muốn bỏ, mình không hành thiền đó.
thì lúc đó, đó cái sự hỗ trợ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau, à, để mà chúng ta vượt qua những cái lùi sụp, những cái giải đãi dễ vui, à, đó, thì có những lúc chúng ta cũng phải nương nhờ vào cái những cái điều kiện hoàn cảnh bên ngoài, à, nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng tạo cho cái nội lực, cái tâm của mình thật là vững vàng. À, thì khi mà cái nội tâm mình nó vững vàng thì bất cứ ở trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào đó, thì mình cũng có thể mình tu tập đạt được những cái kinh nghiệm quý báu, những cái lợi ích tốt đẹp. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân sư. À, dạ, sư đã giúp con hiểu hơn, tức là cái an tịnh hay không an tịnh là do chính mình, do tâm mình, dạ, mình không nên chạy theo trần cảnh bên ngoài, dạ, con hiểu. Dạ, thưa sư, có câu hỏi của lãng đãng mây trời là nghe, chỉ biết nghe, và yêu, chỉ biết yêu, phải không sư? Dạ, đó là câu hỏi của lãng đãng mây trời, dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Hà giá, Nam mô Sằng Khai giá. Giờ thì bất cứ cái trạng thái tâm của mình á, nghe cái giây phút nào nó như thế nào mình biết rõ như thế đó. À, khi mình nghe thì mình chỉ nghe thôi, không xét đó, không phân tích, không có dính mắc, cũng không có xua đuổi. Cho nên là chúng ta phải biết các cái đối tượng và cái nội tâm mình lúc đó như thế nào. Rồi mình chỉ ghi nhận, quán xét đối tượng theo cái tính chất chân đế đó, mà đừng có chạy theo cái tục đế ở bên ngoài. Rồi cái trạng thái tâm của mình như thế nào thì biết như thế đó đối với cái đối tượng. Thí dụ như cái tâm mình đó, nó xét đó, cái đối tượng, gặp những cái đối tượng mà thích ý vừa lòng thì nó dính mắc, nó bám níu, nó chấp thủ, thì biết là lúc đó là coi như là phiền não mà nó dấy động rồi đó. Thì mình phải có cái sự quán xét nè. Thì khi mà phiền não sanh thì lúc đó là gì? Là si mê, là vô minh. Còn nếu mà có trí tuệ á, mình thấy tượng á, ở trên cái tính chất chân đế, mình không thấy đối tượng qua cái chế định tục đế, nó méo mó, nó không đúng cái thực tướng, thì lúc đó là mình mới cái phiền não mới dấy động, mình mới thích, mình mới chấp thủ, mình dính mắc, mình bám níu, thấy không? Đó, thành ra mình quán sát về đối tượng và sao? Mình quán sát, mình xem xét cái ngay cái giây phút đó,
cái tâm mình đối với đối tượng như thế nào. À, nếu mà mình xua đuổi, bực bội, rực rãi, thì lúc đó là cái trạng thái mình là tâm, cái tâm mình sân hận rồi. À, mà nếu mà mình thích thú, mình bám níu, mình dính mặt với đối tượng là thác. À, thì chúng ta phải biết, nếu mà lúc đó mà mình có phiền não dấy động như vậy là cái tâm mình, cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó chưa đúng. À, còn nếu mà cái tâm mình nó giữ vững cái tính quân bình, an tịnh trước các đối tượng, thì lúc đó mình có trí tuệ, chánh niệm tỉnh giác đầy đủ, thì lúc đó mình sẽ biết minh sanh thì vô minh diệt, mà vô minh sanh thì vô minh thì duyên hành, mà vô minh thì si mê lầm lạc và khổ đau phiền não. Thành ra mình biết cái nội tâm của mình để mà mình quan sát, để chúng ta thực hành cho nó đúng theo cái lời Đức Phật dạy, thì sẽ đem đến an lạc tốt đẹp. Xin giải thích cái thắc mắc của lãng đảng mây trời. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú sa thú. Dạ, con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của lãng đảng mây trời. Dạ, con xin sám hối với sư, con xin sám hối với đạo tràng, nếu con có làm điều gì chưa đúng, con xin sám hối. Dạ, kính mời đạo tràng có những câu thắc mắc để sư Pháp Thanh trả lời cho đạo tràng ạ. Chỉ còn có 10 phút nữa thôi ạ. Dạ, thưa sư. Dạ, thấy có bàn tay chị Nhật Huỳnh. Dạ, em kính mời chị Nhật Huỳnh ạ. Dạ, sa thú đành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là từ bi. Dạ, đã giảng giải những câu hỏi đúng lý là sư không phải giảng giải, nếu gặp ngài Liễu Tâm là xong ngay rồi đó Kim Nhung. Dạ, nhưng mà thượng tọa Pháp Thanh rất là từ bi, cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Kính mời bàn tay của Châu Phan, nãy giờ Nhật Bình thấy Châu Phan muốn lên lắm rồi, mời Châu Phan nghe. Nam mô Đà Gia, Nam mô Đà Ma Gia, Nam mô Sơn Ca Gia. Dạ, em vừa lắng nghe chị ơi, em không có hỏi đâu, hôm nay em có hỏi. Dạ, nhường mới lại cho người khác ạ. Giờ nữa em cũng thôi giờ em nói vậy đi ha. Cái chữ yêu á, đối với thế gian là khác, nhưng mà chữ trăng á, em nghĩ vẫn trả lời được. Yêu tha nhân, yêu do pháp cũng là yêu, nhưng mà nếu mà yêu mà sắc dục là khác nữa. Đó là theo em nghĩ thôi, cứ hỏi. Nhưng mà vấn đề mà chư tăng từ bi đó là giải nghĩa về giáo pháp đó, mình nghe là mình hiểu liền. Chị cũng đừng có quá làm cho cái người giúp mình đó, cũng thương mình, trong đạo tràng ai cũng thương nhau chứ, em nghĩ vậy đó. Dạ, em bỏ mình xuống đó. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Châu Hoàng. Nam mô Bích Hà gia. Dạ, còn có 8 phút nữa thôi. Dạ, Trần Hũng có câu hỏi không? Có vị nào có câu hỏi không ạ? Có vị nào có câu hỏi không? Thì xin đưa lên, chat lên thì Kim Nhung sẽ đọc. Mời Hồng Mai. Hồng Mai ơi, Hồng Mai có nhiều câu hỏi rất là hay. Hồng Mai nên cầm mic hỏi đi. Hồng ấy Nhật Bình hỏi là Hồng Mai mất quyền lợi đó nghe. Rồi mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, kính chào quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, thì con có một câu hỏi như thế này, là rằng
Khi mà người phàm phu của mình đó thường là tâm hay lăng xăng, mà Đức Phật đã dạy là thường là mình chỉ biết hiện tại thôi, quá khứ thì không đi tìm, tương lai không ước vọng vì quá khứ gì đã qua, mà tương lai thì chưa tới. Mà nếu mà mình nghĩ về quá khứ hoặc về tương lai thì vô tình đó mình tạo ra một cái khoảng cái thời gian và mình tạo ra một cái nghiệp, cho nên là khi còn sống mình đã tạo ra cái nghiệp mới để cho cái thời tương lai của mình. Cho nên là khi mình chỉ biết hiện tại đó gọi là chánh niệm, phải không thưa sư? Và khi mình biết mình làm cái gì, mình nghĩ gì và cái tâm mình luôn an trú trong cái hiện tại thì nó mới thật sự là có chánh niệm, có chánh niệm, phải không? Dạ thưa sư, xin sư giải thích cho con được rõ ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì như ở hồi giai đoạn đầu sư có nói đó, cái tâm của mình á là không bao giờ mà nó sống trong hiện tại, mà nó sinh hoạt của nó là nhớ tưởng suy tính. Nhớ tưởng chuyện quá khứ, suy tính chuyện tương lai, chứ nó ít có biết sống ở trong cái giây phút hiện tại lắm. Cho nên là chúng ta khi nào mà chúng ta biết biết rõ cái giây phút đó, mình biết rõ cái tâm của mình, biết rõ đối tượng đúng theo cái thực tướng của nó, thì lúc đó là mình có chánh niệm tỉnh giác. Còn mà bây giờ mình làm chuyện này, mình tính toán cái chuyện kia là gì, là mình không có sống trong hiện tại. Vậy thôi. Ở cái sự tu tập của mình á, để gì, để đem cái tâm sống ngay trong cái giây phút hiện tại. Bây giờ sư đang nói, sư biết, sư đang nói. Quý vị nghe, quý vị biết là quý vị đang nghe. Nhưng mà nghe này, nghe chỉ là nghe cái âm thanh, nghe cái âm thanh, nghe cái pháp thôi. Đừng có nghe là nghe ông sư pháp thành là như vậy là nó vô tục đế. Tại vì ông sư pháp thanh thì có quý vị có khi thích ông này, có khi không thích ông này. Ông này nhiều khi nói cũng tào lao bất xế gì lắm, thì nó có cái sự xen vô cái tưởng là thích không thích. Nhưng mà mình nghe đây là gì? Nghe cái âm thanh, nghe đây là nghe cái pháp. Chúng phải nghe cá nhân ông sư A, ông sư B, cá nhân ông sư pháp thanh thì không phải. Rồi chúng ta nghe, còn cái chuyện mà một lát nữa đó rồi mình suy tư coi cái pháp này á, nó như thế nào, nó như thế nào đó thì một lát nữa. Còn bây giờ á, nghe chỉ biết nghe thôi, đừng có để cái tưởng mình xen vô rồi so sánh thế này thế kia. Ủa ông mẩm á, tôi cũng nghe cái pháp này mà ông sư kia cũng nói khác mà, cái người này nói khác mà, sao bây giờ ông này nói khác? Thành ra đó, cái nghe đó là không phải là trọn vẹn cái nghe. Mà khi mà chúng ta nghe thì chúng ta hoàn toàn chú tâm vô cái nghe. Chúng ta biết cái âm thanh rồi biết cái pháp mình đang nghe. Còn một chút xíu nữa đó, rồi mình suy tư cái pháp này nó như thế nào đó là một bạn. Thành ra đó, bây giờ mình sống trọn vẹn trong cái nghe. Thì như vậy đó, là quý vị sống có chánh niệm tỉnh giác. Cái sự thật ra cái ông sư pháp thanh nó là cái tục đế, cái chế định, thấy không? Đó. Thành ra quý vị bỏ qua và bỏ đi tất cả những cái tục đế đó, thì quý vị mới thấy được cái chân đế.
Và khi mà mình sống với chân đế thì sống với trí tuệ thì không có phiền não. À, còn nếu mà mình sống với cái tục đế thì sao? Thì sẽ có thích, không thích, và phiền não nó sanh khởi. À, cho nên đó là chúng ta học, chúng ta thực hành để đạt đến cái nhìn của mình cho nó chín chắn, sống trong cái chân đế thì nó sẽ an ổn. Còn nếu mà mình còn dính mắc với cái ngôn từ, dính mắc với những cái chế định của tục đế thì sẽ còn phiền não. Thì đến đây thời gian cũng vừa phải lẽ. Bây giờ xin mời cô Kim Dung sám hối, rồi sau đó tôi xin phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay với phước báo này. Kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, cầu mong các ngài Pháp Thể Lan An, chúc quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong chư Thiên quan hỷ với phước báo. Cầu mong cho tất cả chúng sanh vượt qua những đau đớn, bệnh tật, khổ não. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Dạ. Bây giờ xin mời cô Kim Nhung. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Bài học đã kết thúc. Con xin được sám hối Tam Bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamange na wande hang ba da bang song varuttamang butte yo kalito do so butho kamatu tang mamang. Uttamange na wande hang thammang chaduvithang warang thamme yo kalito do so thammo kamatu tang mamang. Uttamange na wande hang sang khen cha du vi thot tamang sang khe yo kalito do so sang kho kamatu tang mamang. Dạ, để kết thúc buổi học pháp ngày hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đại tràng chúng con sau buổi học pháp để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvave nasada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvave nasada sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvave nasada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thu sa